ở thôn Bản Ba, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa. Thác Bản Ba được mệnh danh là nàng thơ ngủ trong rừng của tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những con thác dài nhất miền Bắc với tổng chiều dài hơn 3 km, nằm trên triền núi Phiêng Khàng. Với cấu tạo tự nhiên là chuỗi thác 3 tầng đầy độc đáo, thác Bản Ba thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Tuyên Quang. Nơi đây được dơ ban ba răng gỗ lốt triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm đầy thú vị dành cho du khách. Thì cái cự ly của con thác chúng tôi dài 3 km, thì từ tầng 1 đến tầng 2 nó rơi khoảng hơn 1 cây số. Từ tầng 2 lên đến tầng 3 sẽ khoảng 800 mét nữa. Đấy, thì du khách có thể trải nghiệm trong ba tầng thác đấy trong vòng 1 ngày. Trekking 3 tầng thác là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đặt chân tới Bản Ba. Tầng thác thứ nhất có tên gọi là Tát Cùm. Chân thác là vực rồng, có các vách đá giống hình rồng cuộn. Tầng thứ hai là Tát Cao, được chia làm hai nhánh đổ xuống, trông như hai dải lụa trắng. Dưới chân tầng thác là vực Quyên, với làn nước trong xanh. Tầng thứ ba có tên Tát Gió. Những dòng thác ở khu vực này chảy dọc theo những phiến đá vôi xuống vực sâu, gọi là vực Linh. Hành trình leo 3 tầng thác là hành trình đi vào hoang sơ và chinh phục những cung đường nhiều thử thách. Đến với cả thác Bản Ba, lần đầu tiên mình trải nghiệm một khu du lịch sinh thái như này. Khi mà bước vào cổng ấy, mới bắt đầu đến đây ấy, thì ấn tượng đầu tiên của mình đấy là đây là một khu du lịch rất là rộng, có cả đồi núi này, rồi có suối, có thác. Khi mà sáng nay khi mà được trải nghiệm được leo lên thác, lên 2 tầng thác, thì đây là một cái khu du lịch mình thấy rất là hùng vĩ và nó vẫn còn rất là hoang sơ ấy. Cắm trại trên thảm cỏ xanh cạnh chân thác Bản Ba là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ nơi núi rừng. Du khách sẽ được ăn uống, nghỉ ngơi và thư giãn giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt, trong lành. Không những thế, đến với Dơ Ban Ba Răng Gồ Lốt, du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc trưng của khu vực thác Bản Ba trong không gian nhà hàng thoáng đãng. Đặc biệt, du khách sẽ được tự tay làm những loại bánh truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân tại bản. Đó là những hoạt động nhằm bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống tại Dơ Ban Ba Răng Gồ Lốt. Chúng tôi cũng đang bảo tồn lại những cái nét văn hóa và của người dân bản địa ở đây. Thứ nhất là người Dao và người Tày và người Mông. Chúng tôi cũng có những thành lập những cái đội văn nghệ và những cái hợp tác xã đan lát thêu để phục dựng lại những cái nét văn hóa của các cụ. Hát then đàn tính là loại hình dân ca đặc sắc của dân tộc Tày. Để loại hình nghệ thuật này tiếp cận gần hơn với du khách, những người trình diễn ở Bản Ba đã đưa những âm thanh của đàn tính và lời hát theo tiếng phổ thông. Những nội dung trình diễn cũng rất đa dạng và hấp dẫn dành cho du khách. Bài hát mà thường hát cho du khách ấy thì thường thường mà em hát về bản và về thác Bản Ba, sẽ giới thiệu về thác Bản Ba và những người dân sinh sống tại nơi đây và những giọng ca truyền cảm để có thể truyền đến du khách trong và ngoài nước được tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa của người dân tộc. Với mục tiêu giữ lại hoang sơ nhiều nhất, Dơ Ban Ba Răng Gồ Lốt được xây dựng trở thành ngôi nhà nghỉ dưỡng trong rừng, tạo nơi chốn để du khách được trở về an trú và thanh lọc tâm hồn. Nơi đây có tổng diện tích 55 hectare, 15 hectare là khu nghỉ dưỡng tiện nghi, 40 hectare là rừng tự nhiên và thác nước. Các sản phẩm du lịch nơi đây được xác định và định hướng trở thành khu nghỉ dưỡng, chữa lành dựa vào tài nguyên rừng.